hợp một vị tỳ khưu có tính nói lắp những vị có tính nói lắp hoặc nói không kiểm soát luôn luôn bị ngài a chan nghiêm khắc quở rầy đến mức có người sau này được biết là bị mất trí thí dụ điển hình là có một vị tỳ khưu ở với ngài một nơi một thời gian vị sư này có thói quen thường lặp lại tức khắc bất luận gì ngài a chan vừa nói trong mấy ngày đầu sư được nhắc nhở là nên quan tâm đến công việc của chính mình tức kiểm soát tâm của chính mình thay vì lo việc của người khác tỳ khưu thực hành giáo pháp phải thận trọng chú tâm quan sát những lỗi lầm của chính mình phát xuất từ tâm mình nhưng những lời cảnh báo của ngài a chan hình như đã rơi vào tai điếc, bởi vì vị tỳ khưu này vẫn không thể sửa lỗi. Cao trào của câu chuyện là vào một buổi sáng, khi ngài Achan dẫn tỳ khưu vào làng trì bình như thường lệ. Ngài Achan có thói quen đặc biệt là lấy bất kỳ cái gì gặp trên đường làm đề tài cho bài giảng trên đường đi cho các vị tỳ khưu đi sau. Vào buổi sáng hôm ấy, ngài thấy một con bò con xinh xắn nhảy nhót chạy theo đùa giỡn quanh quẩn bên cạnh bò mẹ khi thấy chư vị tỳ khưu đi đến thì nó kinh sợ vội vã chạy đến núp dưới cổ mẹ ở trong vị thế trông giống như nó cõng mẹ trên cổ nhưng bò mẹ thì đã quen nhìn thấy quý vị tỳ khưu nên không thấy vấn đề gì không phải như bò con ẩn nấp dưới cổ mẹ và lỏng lẻn lén nhìn người lạ với vẻ hoài nghi lo sợ. Điều này gợi ý Ngài A-cha có lời chỉ dạy các vị tỳ khưu, nói rằng trong khi bò mẹ không chút gì ảnh hưởng gì thì bò con rất sợ. Nếu không sợ, ắt nó -no không cổng mẹ như thế. Con người cũng vậy, Ngài nói tiếp, họ luôn luôn phải núp dưới bóng một ai đó hoặc mẹ cha hay một người gần gũi trong thời niên thiếu họ cần chỗ ở và sự bảo vệ đến lúc trưởng thành họ vẫn cần sự bảo vệ nhưng theo một kiểu khác và đến tuổi già họ vẫn cần phải lệ thuộc vào người khác rất ít người tự mình làm chỗ ở và bảo vệ cho mình có người như thế liên tục yếu đi vì thiếu tự chủ. Dù già yếu như thế nào và bất luận ở nơi đâu, họ không tránh khỏi phải quy hàng người khác. Chứ vị tỳ khưu cũng vậy, phần đông quý vị cảm thấy không nơi nương tựa, tự thấy bơ dơ một cách không biết xấu hổ và phải luôn luôn tùy thuộc nơi sự giúp đỡ của người khác họ lười biếng và sợ cực khổ sẽ khởi sanh từ những việc làm thiện. Những vị tỳ khưu như thế giống như người thở bằng cái lỗ mũi của người khác và không thể hấp thụ chân lý của câu Phật ngôn. Atta hi atano natho. Mỗi người là nơi nương tựa của chính mình. Chúng ta là Phật tử, chúng ta nên tận lực thở bằng cái lỗ mũi của chính mình để có thể sống độc lập. Mọi điều khuyên dạy của thầy, ta phải cân nhắc, suy tư tận tường và thực hành đúng. Bằng cách đó, ta sẽ không luôn luôn tùy thuộc nơi thầy và một ngày kia trở thành một đệ tử cao cả, hoàn toàn tùy thuộc nơi chính mình. Những lời này được dạy trên đường đi vào làng, và khi Ngài Acha dứt lời một lát, thì vị tỳ khưu mà thường bị khiển trách bắt đầu lảm nhảm lặp lại những lời dạy bất kể lễ nghi điều này chưa bao giờ xảy ra trong nhóm đệ tử ngài a -chan quay lại quở rầy vị tỳ khưu đang lảm nhảm ngài nói con có thể khùng điên bây giờ trong con giống như con chó điên nhai cắn tất cả những gì người ta ném cho tại sao con không nhìn trở lại tâm mình. Nếu con tiếp tục lãm nhảm như vậy, chắc chắn con sẽ trở nên điên khùng rất sớm. Ngài A-chan dứt lời và không nói gì thêm. Vị sư ấy lặng thinh, gương mặt không thể tả. Đến giờ độ ngọ, sư chỉ ăn chút ít. Những vị sư khác thấy thế không dám nói gì vì sợ làm cho sư càng thêm xấu hổ và lúng túng ngày hôm đó. Không ai làm phiền vị sư này vì họ nghĩ tốt nhất là để sư một mình. Nhưng đến đêm, mọi người nghe tiếng gì đó một mình la hét và rít lên trong thất của mình. Các vị tỳ khưu khác nghe tiếng nên chạy đến xem chuyện gì xảy ra với vị tỳ khưu kia và họ thấy vị ấy như là bệnh nhân tâm thần lãm nhảm điều gì đó mà sau nghe ra được thì là vị ấy hối hận vì đã bất kính với ngài a chan mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh này và sau đó họ phải gọi một vài dân làng mang thuốc đến sau khi cho thuốc và xoa chân tay cho vị tỳ khưu này vị ấy bình tĩnh lại và có thể ngủ đến sáng hôm sau rồi vị ấy được đưa đến bác sĩ để chữa thêm tình trạng cải thiện hơn trừ khi thỉnh thoảng mới lên cơn sau đó không ai nghe về vị tỳ khưu này nữa câu chuyện này do một vị tỳ khưu có mặt tại đó tường thuật cho thấy rằng các vị tỳ khưu dưới sự đào luyện và hướng dẫn của ngài a chan phải nghiêm chỉnh tuân hành kỷ luật như thế nào chỉ một lỗi nhỏ cũng bị khiển trách và cảnh cáo lỗi lớn sẽ bị mắng gây gắt những ai có thể rút được bài học từ những lời mắng và cố gắng sửa mình chắc chắn sẽ dần dần tiến bộ. Còn những ai mắc lỗi trầm trọng và không thể kiểm soát mình sẽ phải chịu hình phạt nặng nề. Không gì quen thân với Ngài mà được giảm nhẹ, vì Ngài gần như không thân với bất kỳ ai. Những ai sống với Ngài phải hiểu điều đó và luôn luôn phải để tâm tới cặp mắt, cả mắt tâm linh lẫn mắt thường tinh di của Ngài. khả năng đặc biệt thích nghi với hoàn cảnh. Theo những gì được thu nhặt từ các câu chuyện mà nhiều vị Achan khác nhau dưới sự hướng dẫn của Ngài Achan tường thuật, thì chỉ có những vị đã chứng ngộ cao mới được hưởng sự thân mật với Ngài Achan. Khi ý, họ được chấp nhận ngang hàng với Ngài và không cần phải bắt thật nghiêm chỉnh thi hành kỷ luật nhưng cũng nên ghi nhận rằng thái độ của ngài đổi thay tùy nơi chúng và đôi khi tùy lúc sự biến đổi đôi khi đột ngột đến độ chính những người từng sống với ngài cũng khó mà theo kịp hơn nữa những trường hợp thay đổi cũng không giống nhau đó là khả năng ứng biến tùy cảnh ngộ đặc biệt và duy nhất của ngài mà không ai có thể bắt chước thỉnh thoảng có những lúc dễ dãi khi sự căng thẳng và nghiêm khắc được nới lỏng đôi chút và cũng có khi ngài cũng thuật cho nghe nhiều câu chuyện vui khác nhau như chuyện sau đây liên quan đến chính ngài lúc còn tại gia cư sĩ giai thoại về ngài khi còn tại gia khi còn thanh niên ngài a -chan đã từng là một ca sĩ trong làng một hôm làng có buổi lễ hội có hàng ngàn người tham dự trong một cơn hăng hái, ngài đột ngột tình nguyện lên sân khấu tranh tài thi hát với một cô ca sĩ. Tuy nhiên, cô này là ca sĩ chuyên nghiệp lâu năm rồi, trong khi ngài Achan mới vào nghề. Chẳng bao lâu đã rõ ràng là ngài không thể đọ với cô kia, vì ngay từ đầu ngài đã dưới tay. Nhưng vừa đúng lúc được cứu thoát nhờ một người bạn tên Chan, về sau là ngài Upali Gunupama Karidha lúc ấy là một thanh niên lớn hơn ngài Ak-chan vài tuổi và cũng đang theo dõi cuộc tranh tài. Chan thấy nếu cứ để tiếp tục như thế, bạn mình chắc chắn sẽ thất bại nhục nhã. Cô ca sĩ trẻ tuổi tựa như cọp vừa tới tuổi trưởng thành, nanh vuốt và răng móng bén nhọn, trong khi bạn mình như chồm con vừa mọc răng sữa. Quả thật là rất dốt, mới dám tranh tài với hổ dữ chắc chắn sẽ bị lột sóng nghĩ như vậy chàng thanh niên liền nhảy lên sân khấu giận dữ quát to chú mày đây nè đang ca hát vui chơi này muôn tôi chạy đi tìm chú khắp nơi mà không gặp chú có biết là mẹ chú vừa bị tai nạn không bà té từ tầng trên xuống không biết sống chết thế nào tôi chỉ thấy bà té ngã xuống và mọi người biểu tôi chạy tìm chú Tôi chạy tìm chú từ buổi chiều, bây giờ mệt lử và đói bụng quá. Từ sáng đến giờ có ăn gì đâu, và hiện giờ cảm thấy như muốn té xỉu. Chàng thanh niên muôn nghe vậy thì kinh hoàng. Con hùm cái và mọi người nghe Chan nói vậy. Chàng muôn hỏi, mẹ tôi ra sao? Chan đứng trên sân khấu, giở bộ mệt mỏi và đói bụng nói, có thể bà đã chết. Hiện giờ tôi cũng vậy, rồi thì chẳng có nhọc gì chan kéo mun xuống khỏi khán đài giữa đám đông hàng ngàn người thông cảm vì sợ họ luồn qua đám đông rồi chạy hết tốc lực về phía làng của mun trên đường mun luôn hỏi mẹ của mình đang làm gì mà ngã từ trên nhà xuống nhưng chan chỉ nói là anh không biết chắc vì chỉ nhìn thấy bà một phút thôi rồi mọi người bảo đi gọi bạn về họ sẽ sớm biết là bà còn sống hay đã chết chan chạy với bạn cho đến khi đủ xa để muôn không thể quay trở lại cuộc thi tài các làng thời đó cách nhau xa nằm hai bên một khu rừng quang nổi tiếng là có nhiều thú dữ và ma ít người dám đi ngang qua một mình hay nhóm nhỏ chan đột ngột đổi giọng và nói mẹ chú không sao đâu muôn bà không có té gì hết chú biết không tôi thấy chú không còn hy vọng thắng cuộc, sắp bị con cọp cai lột da nuốt sống, và như vậy là một sỉ nhục cho chúng ta và cho cả làng mình. Vì lẽ ấy tôi bịa ra chuyện này, giờ đây ai nấy đều thông cảm cho chú phải bỏ cuộc nửa chừng. Nhờ mẹo của tôi, chú đã được cứu thoát. Có cảm ơn tôi không? Anh Chan, anh thật ác. Mùn la lên. giá anh đừng xen vô. Anh biết không, đó là mẹo của tôi để lùa con cột cái vào bẫy sau đó chính tôi sẽ lột da và sẽ xác nó nhưng bây giờ thì anh làm hỏng hết trò chơi và tôi trở lại đó được đó đó chú mày không biết đủ nhiều về cô đó nếu cứ để chú tiếp tục như thế tôi chắc chắn rằng chú sẽ xấu hổ trước cả ngàn dân chúng đừng có nói khoác nữa và hãy tạ ơn tôi đã cứ thoát tai nạn đi như vậy, cả hai chàng thanh niên đều vắng mặt trong cuộc lễ đêm ấy. Đúng ra thì, câu chuyện này không trực tiếp liên quan đến đời sống tôn giáo của Ngài Achan. Nhưng đó là một giai thoại về cuộc đời của hai thanh niên mà về sau trở thành những bậc siêu đẳng tuyệt vời trong Phật giáo. Câu chuyện khác liên quan đến một bài trong Jakarta, Túc Sanh Truyện về tiền thân của Đức Phật gọi là Vesana Tara, rất phổ biến ở Thái Lan thời đó. Tài năng khôn khéo và trí lanh lẹ của Ngài Upali được thấy như sau. Một lần Ngài Achan hỏi Ngài Upali tên bà mẹ của một nhân vật trong Jakarta có tên Masi là gì mà không thấy kinh điển đề cập đến. Ngài Upali hỏi tại sao mà cậu dốt thế? Trong thành phố ai cũng biết. Ngài Achan bối rối hỏi một lần nữa là tên bà được đề cập đến trong sách nào. Ngài Upali nói không có kinh sách nào đề cập đến hết, bởi vì ai cũng biết bà là một thiếu phụ có giọng nói lớn tên là Or ở cách chùa không xa. Ngài Achan lấy làm ngạc nhiên, bởi vì ngài nghĩ rằng không thể nào một nhân vật trong tiền thân của Đức Phật mà hiện nay lại còn sống ở gần chùa trong thị trấn đấy. Thầy thị, ngài Upali nói rằng mình muốn nói đến một bà có tên như thế là mẹ cô gái tên Maxi. Cả hai đều cư ngụ trong một nhà cách chùa không xa mà cũng không xa làng của chính ngài Achan. Câu chuyện này cho ta một ý niệm về trí thông minh lanh lẹ và tánh khôi hài của ngài Upali lúc trẻ là bạn thân nhất và về sau là hàng sư huynh của ngài Achan. Cuộc viếng thăm của vua trời Sakka tân là giáo pháp. Trong khi nhập hạ tại làng Nam Mau, quận Ma Pin, tỉnh Chiên Mai, vua trời Sakka đệ thích thường đến thăm ngài nhiều nhất, đi cùng với những người hầu cận. Đối với những vị trời này, Ngài Acha thường thuyết giảng về tâm từ ở mức độ vô lượng tâm, không giới hạn, bao trùm tất cả và vô ngã. Bởi vì các vị y thích nghe về đề tài này hơn tất cả. Ngài Acha nói rằng con người là những người chủ trực tiếp của Phật giáo và như vậy con người phải hết lòng tôn trọng giáo pháp như các vị trời và những vị Naga tức Long Dương có thể là con người không thể làm y hệt theo các vị vô hình này nhưng kinh điển đã dạy những phương pháp lễ bái khác nhau chỉ vì con người lơ đễnh không lưu tâm đến lời dạy và phần đông xem thường vì thế con người tự làm cho mình mất đi tình trạng an lành và hạnh phúc trong thực tế phật giáo đã ban truyền tất cả những lời khuyên dạy những nghi thức và phẩm hạnh đạo đức cần thiết cho tình trạng yên ổn an lành cho người biết tôn kính, hướng tâm về giáo pháp. Trên thế gian, tâm là chủ. Nếu tâm thu thiển và kém phát triển, thì tất cả những gì liên hệ với nó cũng thu thiển và kém phát triển tương xứng. Cũng giống như một cái thân dơ bẩn khắp mình. Bộ quần áo nào đụng tới thân thì cũng lây bẩn. Mặc dù theo bản chất tự nhiên giáo pháp là trong sạch nhưng cũng trở nên ô nhiễm khi tiếp xúc với cái tâm ô nhiễm một bộ quần áo sạch để trên một đống rác dơ giấy bụi bặm và một người có tâm dơ bẩn khoác lên mình để phô bày một lớp kinh điển giống như chó sói đội lúc cừu cũng không thể làm gì tốt đẹp người mà tâm chưa từng được khai hóa trong giáo pháp Pháp không bao giờ có thể hưởng thọ lợi ích của pháp mặc dù trong thực tế pháp có thể tạo nhiều lợi ích vô kể người ấy chỉ có thể cung cấp dịch vụ đầu môi và sự thực hành pháp chỉ là một trò hề giáo pháp không là gì khác ngoài tâm việc thực hành giáo pháp phải hướng đến sự trao dồi hay thanh lọc tâm của một người con đường của pháp là con đường phát triển tâm nghĩ rằng giáo pháp ở đâu ngoài thân và tâm là không hiểu giáo pháp trong ý nghĩa thực sự và cốt lõi. Vì vậy, thân và tâm của một người tự nó chính là pháp. Hành động thiện và bất thiện của người ấy tạo quả cho pháp, và vì thế người ấy trải nghiệm hạnh phúc và đau khổ do mình tạo ra. Khi một người hiểu pháp một cách sai lầm là đã bỏ lỡ lợi ích đáng ra có thể thu được từ Pháp. Lẽ dĩ nhiên, đôi khi người đó có thể thu gạt dài lợi ích, nhưng một lần nữa đó là lợi ích sai lầm. Ta chỉ cần nghĩ đến kết quả của một bài toán cộng trừ nhân hay chia, đến may hay giá quần áo sai cách, đến việc thực hiện nhiệm vụ sai cách giữa hai người như vợ và chồng, cách kiếm tiền hay lối xài tiền sai lầm lái xe sai cách dân dân. Bất luận điều gì ta làm sai cách cũng không thể đạt được mục đích mà ta muốn. Trái lại, nó sẽ đưa đến phản tác dụng dưới hình thức thất vọng, phiền muộn. Điều quan trọng hơn nữa là những kết quả lầm lạc, không mong muốn ý chắc chắn gây ảnh hưởng bất lợi cho người hành động sai lầm. Dù cho người ý có biết đến những kết quả ý hay có muốn những kết quả ý hay không. Đối với người Phật tử, điều tối quan trọng là biết phân biệt giữa đúng và sai. Giáo Pháp là chân lý, và nếu một người hiểu sai chân lý, thì chính người ấy đáng bị khiển trách và phải chịu hậu quả. Người chấp nhận giáo Pháp thì chính mình trở thành giáo Pháp và có thể ban rãi sự an lành đến mình và đến những người có liên quan. Nếu không chấp nhận giáo Pháp thì kết quả sẽ là hoài nghi, ác cảm, hận thù, đưa đến kết quả là lửa hung bạo sẽ thiêu đốt cả người tạo ra nó và tất cả những người có liên quan. Khi tâm mang theo nó, ngọn lửa thiêu đốt mình thì tìm đâu ra tình trạng an lạc. Và khi thế gian cho phép một cái tâm như thế cầm quyền phán xử và lèo lái mọi công việc của quốc gia thì làm thế nào thưởng phạt công minh? và đem lại trạng thái thanh bình an lạc cho quốc dân. Ngài Achan nói rằng, từ ngày xuất gia, Ngài rất hạnh phúc rút vào việc quán chiếu giáo pháp của Đức Phật và đã nhận thức được giáo pháp sâu rộng thế nào, rộng hơn đại dương mênh mông và sâu hơn biển cả, ở điểm rộng nhất và sâu nhất. Đó là sự di tế của giáo pháp, vì pháp cứ sâu hơn, rộng hơn và di tế hơn với những thành quả của mỗi bước tiến trong pháp hành ngài thấy nếu cần thiết có thể luôn luôn thành kính đảnh lễ đức phật đức pháp đức tăng vì điều đó là hạnh phúc an lạc hơn tất cả việc làm nào khác không chán không mệt bởi vì phật pháp và tăng không bị giới hạn bởi thời gian lúc nào cũng ở với ngài không còn trở lại cảnh giới của vô thường khổ và vô ngã nữa Trường hợp một cái tháp xây dở. Nhiều đêm khi ngồi thiền, Ngài Achan thấy hình ảnh một chú Samanera và một cô gái đi tới lui quanh dùng. Không biết họ định làm gì nên Ngài hỏi họ. Họ trả lời là họ đang xây một cái tháp nhưng đều chết khi công trình chưa hoàn tất. Chú Samanera là em của cô gái kia cả hai cùng dính mắt vào kế hoạch lúc trước nên cả hai còn đi quanh quẩn nơi này mãi như vậy trong thực tế họ không bị dày dò bởi những đau khổ khác bằng sự dính mắt của chính mình nên không thể đi tái sanh vào một cảnh giới cao hơn biết được chuyện này ngài a chan thuyết giảng cho họ một thời pháp khuyên dạy rằng quả thực là vô ích khi lo âu luyến tiếc quá khứ nó đã qua không còn sửa đổi hay làm gì được nữa. Dù có mong muốn thế nào, ta không thể đem nó về hiện tại. Dính mắc theo nó chỉ làm ta buồn và thất vọng. Tương lai cũng vậy. Hãy để yên cả quá khứ và tương lai như chúng là. Ta phải sử dụng thời gian hiện tại đúng cách, vì nó còn nằm trong tầm tay ta. Sự thật này cũng cần được áp dụng cho việc xây tháp. Ngài nói: Nếu việc phải xảy ra như các con muốn thì các con đã xây xong tháp. Trong thực tế là hai con đã chết, điều này cho thấy điều đó là không thể. Giờ đây lại bị sự nuối tiếc của chính mình gây phiền muộn rằng mình đã chết trước khi hoàn mãn công trình. Đó là lỗi lầm thứ nhì. Rồi hai con luôn luôn lo lắng về việc này cố gắng kết thúc một việc cho dù không bao giờ làm được là lỗi thứ ba. Lỗi lầm hay suy nghĩ sai lầm ba lớp này không kết thúc ở đó. Nó tạo ra việc tái sanh, giàu nhầm cảnh và kết quả là đau khổ không có lợi. Tất cả những cái đó bắt nguồn từ thái độ sai lầm trong tâm của các con. Do đó các con nên thay đổi thái độ sai lầm này vì chính mình và đừng hy vọng vào những gì không thể nữa. Ý định xây cất bảo tháp chính nó là phước báo để thu từ đó, nhưng đừng bao giờ mang gạch đá và những vật liệu xây dựng khác theo các con. Cái thuộc về các con khi xây cất tháp là phước báo, tâm thiện và sự cố gắng của các con, chứ không phải chính cái tháp. Bất luận phước báo nào phát sanh do tâm lành ấy dù ít hay nhiều đúng là sở hữu của hai con tại sao còn bận rộn lo lắng cho đống gạch và đống đá người tạo phước mang phước báo theo mình chứ không bao giờ mang theo gạch đá hay những vật khác mà họ đã bỏ lại hãy nghĩ đến công trình cất chùa đắp đường đào hồ nước hay dân cúng tiền bạc và những gì khác những món xây cất hay dân cúng ý chỉ là phương tiện biểu lộ động cơ thúc đẩy người tạo phước. Chính nó không phải là phước báo, hạnh phúc trên các cảnh trời hay hạnh phúc niết bàn. Sau một thời gian, những món ấy sẽ hao mòn, hoại diệt và tan rã. Nhưng phước báo thành đạt được nhờ xây cất và dân cúng sẽ mãi mãi còn trong tâm người tạo phước. Chính cái tâm không phải gặp đá hay vật liệu xây dựng, chứng nghiệm phước báo, đạo quả và niết bàn. Không còn thu được gì nữa từ cái tháp xây dở của hai con. Mãi lo âu và bận lòng vì nó là dính mắt vào nó. Mặc dù vật mà hai con dính mắt vào là nguồn tạo phước báo. Sự dính mắt, bản thân nó là trạng thái tâm bất thiện. Hậu quả của nó là ghim chặt hai con, thay vì để hai con tái sanh trong cảnh giới thích hợp để thọ hưởng quả lành của phước báo đã tạo. Nếu còn chú tâm vào phước báo đã thành đạt do xây cất tháp, thay vì vào chính cái tháp, giờ đây hai con đã tái sanh tốt đẹp, vì đó là bản chất tự nhiên của phước báo. Phước báo không có thời gian và không biến đổi. Chính các con sai lầm là dính mắc vào những gì đáng lẽ phải bỏ lại. Lòng tiếc nuối và lo âu của hai con vô ích vì là điều không thể. Phước báo của hai con có đủ để tái sanh vào cảnh giới tốt đẹp hơn nếu không bị lòng luyến ái làm chậm trễ. Này đã đến lúc thay đổi trạng thái tâm và tái sanh vào cảnh giới thích hợp. Hãy chú tâm vào hiện tại, phước báo đích thực vì sự tiến bộ của mình. Thật đáng tiếc, vì hai con đã tạo nghiệp lành để tiến bộ rồi lại làm chậm trễ bước tiến vì dính mắt vào gạch và đá. Điều ý đã trì quảng và gây chướng ngại cho bước tiến của hai con bao lâu nay. Hãy để nó ra khỏi tâm trí các con, rồi chẳng bao lâu hai con sẽ tự do. Bất luận cảnh giới nào mà hai con sẽ sanh vào cũng đều do oai lực của phước báo mà hai con đã tạo. Rồi ngài Achan giải thích cho hai chị em về ngũ giới và lợi ích của trì giới. Thứ nhất, tất cả chúng sanh đều có giá trị và ý nghĩa của riêng mình, không nên làm gì gây tổn hại hay tiêu diệt giá trị và ý nghĩa ấy, vì bất thiện pháp chắc chắn sẽ quay trở về người hành động. Thứ nhì, vật sở hữu của một người thật vô giá đối với người ấy, mặc dù trong hình như không có giá trị gì đối với người khác bất luận cố gắng nào bằng bất cứ cách nào nhằm tước đoạt chủ quyền của họ chắc chắn sẽ tạo nên bất thiện tâm đưa đến đấu tranh để bảo vệ quyền làm chủ người có trí tuệ sẽ không làm điều ấy thứ ba vợ hay con trai hay con gái của một người là con ngươi của mắt họ ta phải tôn trọng tình cảm ấy gã gẫm phỉnh lừa những người ấy giống như móc mắt của họ thứ tư nói lời dối trá là phản bội lòng tin cậy nơi người nói không có ai thậm chí người nói dối hay một con thú mà lại niềm nở đón mừng sự dối trá cả điều này cần phải tránh thứ năm là rượu về bản chất là một chất độc có thể làm cho người say mất trí không thể tự kiểm soát người không muốn mất trí và suy kiệt sức khỏe cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần nên tránh rượu lợi ích của phẩm hạnh nghiêm trị ngũ giới như sau một được mạnh khỏe và sống lâu hai an toàn về mặt tài chính ba có đời sống gia đình điều hòa và hạnh phúc bốn lúc nào cũng chân thật và đáng tin cậy dưới mắt của người khác được trời và người ngưỡng mộ, tín nhiệm, yêu quý và không gây tổn hại cho mình hay cho ai khác. 5. Được trang bị đầy đủ trí tuệ và không mất trí. Ngài nói, người nghiêm chỉnh trì giới, gieo trồng hạt giống hạnh phúc và vô hại cho người và thú. Người ấy không bị nghi ngờ, người ấy không bạo động, vì lúc nào cũng xem cảm giác của người như của chính mình người nghiêm chỉnh và thành thật trì giới được giới và giáo pháp nâng đỡ chắc chắn sẽ vào được cảnh giới nhan lạc sau khi lìa bỏ cảnh này hai con nên nhớ nằm lòng điều này và không bao lâu nữa hai con sẽ thọ hưởng những gì thuộc về của mình do phước báo mà chính mình đã tạo ra